Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta tập hợp nhau đây để cùng nhau chung chia niềm vui và dâng lời cảm tạ vì một người con của tự tân đã được Chúa gọi trong ơn gọi linh mục tu sĩ dòng Chúa cứu thế. Có thể nói niềm vui đầu tiên là niềm vui của cha cố Francisco Xavier Vũ Đức Văn. Không ai có thể ngờ một cụ già 78 tuổi, tóc thì bạc mà cũng không còn nhiều để mà bạc, tay thì run, chân thì chậm, vậy mà hôm nay vẫn sinh con. Một cuộc sinh hạ thật là diệu kỳ. Cha Su Xe nhận cha cố từ năm học lớp 6, năm 1995. Nghĩa là cha cố đã cưu mang cha con 26 năm, cho đến ngày 16 tháng 10 năm ngoái mới sinh ra được. Thật là vi diệu. Đúng như lời Thánh Vịnh đã nói, già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả. Mà không biết đã thôi chưa hay là còn tiếp tục nữa. Quả thật đây là việc diệu kỳ Chúa đã làm trước mắt chúng ta. Niềm vui hôm nay cũng chính là niềm vui mà Chúa ban cho ông bà cố, cho giáo họ tự tân, giáo xứ Bảo Long. Một giáo họ bé nhỏ nhưng với một niềm tin thật mạnh mẽ và sống động. Tôi nghe ca đoàn hát, tôi cứ tưởng ca đoàn Roma họ hát. Roma hát cũng chỉ hay hơn thế này một tí. Mà Roma không hơn được ở tự tân, bởi vì Roma chỉ có tiếng hát nhưng mà nó không có kèn, không có trống như ở đây. Quả thật một đức tin sống động đã sinh ra những người con linh mục và sẽ còn sinh ra những con người tận hiến nam nữ cho Thiên Chúa, cho giáo hội. Tuy nhiên cái niềm vui lớn lao nhất hôm nay chính là niềm vui của cha mới Giuse. Chúng ta nhìn lên cha mới, có trẻ không anh chị em? Trẻ không? Có hen xăm không? Ồ, ngày xưa còn trẻ hơn nhiều. Ngày xưa đã bao nhiêu là bóng hồng muốn nắm lấy tay cha. Thế nhưng dứt khoát cha đã chối từ cho một hành trình đi tìm kiếm tình yêu của Thiên Chúa. Ơn gọi của cha quả thật là một hành trình đầy khó khăn. Có thể nói cha đi từ Nam, từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc. Từ tự tân này cha đã đi để tìm ơn gọi nơi dòng Si Tô Đơn Dương. Sau đó cha trở về Hà Nội để tìm ơn gọi linh mục Triều. Rồi không biết dòng Chúa cứu thế cám dỗ thế nào, cha đã xa trước cám dỗ, dâng mình trong ơn gọi dòng Chúa cứu thế. Khi con hỏi cha tại sao cha lại chọn ơn gọi dòng Chúa cứu thế, Ngài nói với con rằng con được đánh động bởi sự đơn sơ, giản dị và gần gũi của cha bề trên hiên, và con ước mong trở thành một linh mục như thế. Quả thật hành trình theo Chúa thật là gian nan. Tuy nhiên cha vẫn kiên trì và bền đỗ. Hôm nay cha mới Giuse có thể nói như Thánh Phaolô,
Con đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Và hôm nay chúng con cũng có thể thưa với cha, triều thiên vinh quang đã dành cho cha. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha bề trên, các bề trên dòng Chúa Cứu Thế đã đón nhận và đào luyện để gia đình Phanxicô hôm nay có được chú út, người con thứ hai trong ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế. Kính thưa quý ông bà anh chị em, vài nét chấm phá về hành trình ơn gọi của cha mới không phải để ca ngợi cha, mà để dâng lời cảm tạ Chúa đấng đã gọi và chọn cha làm linh mục của Ngài. Cha mới Giuse đã xác tín điều đó, cho nên cha đã chọn cái bài ca nhập lễ: từ ngàn xưa cha đã yêu con, cha gọi con giữa muôn người. Những lời này hợp với bài đọc thứ nhất về ơn gọi của ngôn sứ Jeremiah. Với sự chọn lựa này, cha mới một lần nữa thưa với cộng đoàn và thưa với Chúa: không phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài đã chọn con. Không phải con đã yêu Ngài, nhưng chính Ngài đã yêu con. Ngài đã yêu con trước khi con biết yêu Ngài, và trước khi con biết đáp lời: lạy Chúa, con đây. Như Jeremiah đã được gọi, cha Giuse cũng được Chúa nâng lên. Đúng là từ bụi cho Chúa nâng con lên hàng tư tế. Vì vậy, cùng với cha mới, chúng ta hãy ca lên, hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bài tin mừng hôm nay nói về việc Chúa sai các tông đồ đi rao giảng tin mừng. Các tông đồ đã được Chúa gọi và đã được Chúa sai đi. Và Chúa nói với các ông: đừng mang gì cả. Chúa muốn nói điều gì? Chúa muốn nói rao giảng tin mừng là công việc của Thiên Chúa, và mỗi người, mỗi linh mục chỉ là cái dụng cụ của Ngài mà thôi. Chúa muốn nói rằng cái hành trình rao giảng tin mừng phải phó thác và tin tưởng vào Thiên Chúa đấng đang rao giảng tin mừng. Chính Chúa Giêsu qua các linh mục vẫn tiếp tục rao giảng tin mừng. Vì vậy, giáo hội của Chúa Kitô có một sức mạnh vô đối, một sức mạnh mà không sức mạnh nào có thể cản trở được. Cái giáo hội của Chúa Kitô khởi đầu với 12 tông đồ đã trải qua bao nhiêu vất vả, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu là chống đối, bao nhiêu sức mạnh trần gian đã nổi lên, đã muốn hủy diệt giáo hội. Thế nhưng tất cả những sức mạnh chống lại giáo hội đều đã trở về cát bụi. Chỉ có giáo hội của Chúa Kitô vẫn cứ mạnh mẽ và còn mạnh mẽ mãi, bởi vì Chúa Kitô đang ở đây, Ngài đang lèo lái con thuyền của giáo hội. Cho nên đừng sợ, hãy tin tưởng vào Chúa Kitô, hãy tin tưởng vào giáo hội của Ngài. Khi tôi hỏi cha mới, cha chọn cái khẩu hiệu cho đời linh mục là gì, cha nói: con chọn cái câu đừng sợ, ta ở với con. Đừng sợ, ta ở với con chính là cái lời khích lệ, một cái lời mời gọi tất cả mọi người tín hữu hãy tin tưởng và hãy tiến bước trong giáo hội của Chúa Kitô. Kính thưa quý ông bà anh chị em, các bạn trẻ rất thân mến, ơn gọi thánh hiến là một quà tặng, một quà tặng Chúa thương bạn. Chúa nói: không phải các con đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn các con và sai các con đi.
Hỡi các bạn trẻ rất thân mến, hồng ân Chúa thương ban không phải chỉ cho các linh mục, cho các tu sĩ nam nữ mà thôi, mà là một quà tặng hôm nay Chúa cũng muốn gửi tới tất cả các bạn. Các bạn hãy can đảm lên, đáp lại lời mời gọi của Chúa. Đừng sợ. Hôm nay Chúa nói với ngôn sứ Jeremiah trong bài đọc thứ nhất, đừng sợ, ta ở với con. Chúa đã nói với cha mới Giuse, đừng sợ, ta ở với con. Và hôm nay Chúa cũng nói với tất cả mọi người và các bạn trẻ, đừng có sợ, hãy can đảm lên. Đừng ai e ngại rằng mình không có khả năng. Đừng ai sợ rằng mình học hành kém cỏi. Đối với Chúa, không gì mà Chúa không có thể làm được. Chúa chỉ cần một trái tim tận hiến trọn vẹn cho Ngài mà thôi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, chúng ta nhìn lên bàn thờ, chúng ta thấy các linh mục, đặc biệt hôm nay nhân vật chính là cha mới Giuse. Chúng ta nhìn cha mới, trông cha mới có thánh thiện không? Có thánh không? Có giống như thiên thần không? No, no, linh mục không phải là một vị thánh sống. Linh mục cũng không phải là một thiên thần có cánh. Linh mục là những con người, là những con người với tất cả những yếu đuối và những giới hạn của thân kiếp con người. Chúng ta nghe ở trong cái bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nói, kho tàng ấy chúng tôi chứa đựng trong một chiếc bình sành. Kho tàng ấy là gì? Kho tàng ấy là kho tàng ơn cứu độ. Kho tàng ấy là gì? Là thiên chức linh mục mà Chúa trao ban cho chúng tôi. Thế nhưng được chứa đựng ở trong một chiếc bình sành. Chiếc bình sành nó muốn nói về cái kiếp phận con người mỏng manh và dễ vỡ. Vì chúng tôi là những chiếc bình sành mỏng manh và dễ vỡ, nên xin quý ông bà anh chị em hãy thông cảm với chúng tôi. Nếu chúng tôi có những lúc nóng nảy, giận hờn, cả những lúc yếu đuối và sa ngã nữa, hãy cảm thông và nâng đỡ chúng tôi bằng những lời kinh cầu nguyện, để với cái thân phận chiếc bình sành, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục chứa đựng nguồn ơn cứu độ. Vì chúng tôi là những chiếc bình sành mỏng manh và dễ vỡ, nên xin quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, và đặc biệt cầu nguyện cho cha mới Giuse của chúng ta. Chúng ta cầu chúc cho cha mới Giuse được mọi ơn lành của Chúa, được trở nên những mục tử thánh thiện như lòng Chúa mong ước, để cùng với Chúa, cha Giuse đem tin mừng cho anh chị em. Đời của cha hôm nay, từ ngày bắt đầu lãnh nhận thiên chức, trở thành như là tấm bánh bẻ ra cho tha nhân, như là ngọn nến cháy hao mòn để đem tin mừng đến cho anh chị em. Xin Chúa đồng hành với cha và ban đủ đầy mọi ơn lành để cha đem ơn cứu độ cho anh chị em, trong đó có chúng tôi. Chúng con một lần nữa chúc mừng cha và cầu xin Chúa ban mọi ơn lành cho cha. Amen.